Thưa các bạn, đây là nấm ngọc cẩu. Rồi, các bạn nhìn rõ không? Đây là nấm ngọc cẩu. Đấy. Này tôi đang chuẩn bị ngâm rượu đây. Nên bây giờ tôi sẽ tiến hành là tách cái nấm này ra và rửa. Đấy. Tách hết cái phần cụ của đây. Để cá như này thì nó sẽ có đất bẩn ở trong. Nhưng để cá này ngâm rượu thì nó đẹp. Tôi sẽ tách ra. Dùng lấy. Đây, các bạn này, sau khi nấm ngọc cẩu tôi đã tách ra từng cái một đây, nhưng mà cũng đã dùng bàn chải này. Rồi bàn chải này chải nhưng mà nó vẫn chưa sạch. Cái này đúng rồi, có cái vòi nước cao áp xịt vào nó mới sạch được. Thôi ra chịu khó tách ra lấy bàn chải con này, tôi rửa lại dưới vòi nước. Các cái kẽ này các bạn này, nó rất là bẩn. Đấy, em phải tách ra. Rồi các bạn nếu mà để cả cụm ngâm thì nó cũng đẹp thôi, nhưng mà nhớ tách ra nha. Đấy. Rồi ta lại tiếp tục rửa tiếp nha. Đây như các bạn này, củ nấm ngọc cẩu được tách ra rửa sạch. Tách ra rửa sạch rồi. Những công đoạn tiếp theo tách ra rồi thì bây giờ là các bạn sẽ dùng dao xem có những chỗ nào nó sâu hoặc chỗ nào nó gãy như cái đầu này chẳng hạn, ta sẽ cắt đi. Đấy, cái chỗ nào mà nó sâu chẳng hạn, thối chẳng hạn thì ta bỏ đi nhé, trước khi ta cho bình lên ngâm. Đấy, còn các bạn nào cẩn thận thì có tách cái này ra thì tách nha, tách này ra thì tách này, tách toàn bộ những cái này ra thì tách. Các bạn cẩn thận, các bạn gãy hết dạng được không sao cả, càng ngon rượu nha. Nè, đấy, các bạn cẩn thận gãy ra nha. Này, nhìn đấy, cái nó xấu xấu thì bạn vẽ ra, hoặc không vẽ ra cũng chẳng sao cả. Đấy. Rồi giờ tôi đã rửa sạch rồi, bây giờ tôi phải để róc nước. Rồi. Róc nước xong bắt đầu là tách những chỗ sâu thối một tí rồi sẽ xếp bình nha. Rồi đây tôi giới thiệu các bạn là nấm ngọc cẩu ruột tím nha. Đây, tôi vừa đã cắt những cái sâu thối rồi. Đây ruột tím nó khác cái ruột vàng, ruột tím là nó đoạn này nó bầu bầu, đoạn này nó ngắn. Đấy. Đây có cái này nó dài nhưng mà cái này nó bầu, đoạn này nó bầu. Đấy. Còn nấm ruột vàng thì nó nhọn hơn. Đấy. Đây là nấm, toàn bộ đây là nấm ruột tím hết. Bỏ trực tiếp cho các bạn xem nhá. Đây các bạn này. Đấy. Đấy. Tôi tách ra đây đây. Nha. Rồi. Còn là đợi một chút nữa thì mình sẽ róc nước cái này ra thì ta sẽ tiến hành cho vào ngâm rượu nha. Đây, thưa các bạn, là nấm ngọc cẩu và sau khi rửa ruột tím này, rửa tách đã để róc nước rồi. Là tôi tiến hành theo ngâm rượu. Đây thì có hai phương pháp ngâm. Thì tôi sẽ xin trình bày một phương pháp ngâm đầu tiên, đó là ngâm toàn bộ nấm tươi hết nhé. Toàn bộ ngâm tươi hết này, toàn bộ này ngâm tươi. Tôi sẽ làm một bình tươi. Một bình kết hợp cả khô cả tươi. Nha, để cho các bạn xem. Rồi. Thế thì nấm tươi này bây giờ thì như này, ta sẽ chọn những cái nấm đẹp này, ta để vào ngâm bình. Tí nữa tôi sẽ làm một bình ngâm bình tươi, còn cái bình ngâm khô với lại tươi chỉnh bày trên cho đẹp. Để xếp thành một cái nhé. Đấy. Để các bạn chọn một số cái tận đẹp như này nhé. Nha, các bạn lọc hết toàn bộ những cái đẹp cho bạn để vào bên này. Đấy, nha. Thì cái nấm xấu thì tí nữa ta sẽ xếp bên. Nha.
Đây nha, toàn bộ những cái củ mà nó gãy nó vụn này thì các bạn là xếp thành một cái, các bạn cứ đặt ở phía dưới là được. Này nha, ta chọn một số cái đẹp đẽ thì ta sẽ tí nữa ta sẽ ngâm rồi cho sang bình rồi là ngâm khô. Đây. Rồi, bây giờ còn lại là ta sẽ xếp vào cái bình ngâm này nhá. Đây thì tùy mỹ thuật là các bạn trình bày thôi nha. Đó, thì các bạn trình bày nào thì trình bày. Thôi, tôi cứ xếp nó ngang ngấm rượu thôi. Đấy, trong video này các bạn sẽ nghe tiếng đứa cháu nhỏ đang đùa với các bà. Đấy, các bạn muốn xem video của cháu nhỏ thì các bạn sẽ tìm kênh nha, gọi là Sóc Channel. Đấy, hoặc là Sóc Baby. Đấy, thì chúng tôi có cái kênh video đây thì xếp bình rượu tạm tạm này thôi. Đây, các bạn đổ bằng rượu này cũng bị chặt vào nhá. Đấy, và rồi sau đó lấy rượu nha. Rồi, à, rượu đây thì các bạn dùng loại rượu ít nhất là từ 42 độ trở lên. Nói tươi này thì dùng loại 45 độ trở lên thì cũng tốt hơn nha. Đấy, các bạn đổ rượu ở đây thôi. Đổ ngập vào thì được. Nha, nào. Các bạn đổ ngập rượu là được rồi. À, thế sau này các bạn nhớ bịt lại nhá, sau nó đậy nắp. Đấy. À. Thế là ta có cái bình rượu ngọc cẩu đấy nhá. Rồi các bạn chờ thời gian đã thì chờ một thời gian cho cái video up lên thì sẽ thưởng thức cái bình rượu này nhá. Rồi đây là cái bình rượu ngâm ngọc cẩu tươi tím. Các bạn sẽ xem video sau nhé. Tôi sẽ làm cái bình rượu ngâm ngọc cẩu tím kết hợp với ngọc cẩu khô nhá. À, chào các bạn nhá. Bạn muốn mua rượu này, mua ngấm ngọc cẩu liên hệ với tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình đấy, 0932340345, trang web tôi là hawiduoan.com nhé.